Mẫu bàn tay của ông xã chị á, mẫu bàn tay khép lại không có chặt, da tay rất là khô, thể hiện là người đàn ông cộc cằn vô cùng. Người này thì bán nhà không văn tự, có nghĩa là có bao nhiêu tiền là ra hết sạch. Mà thầy coi về sau á, thầy hiện tại với về sau này còn quá khứ qua rồi, em biết rồi, thầy coi về sau và hiện tại, giờ hiện tại đi về đây đây tới về sau á Từ nay về sau vẫn như vậy. chẳng như vậy thôi thầy. Bản thân người này là không biết dừng chân trước cám dỗ. Thấy một cái trò gì đó là cứ mê mẩn mãi thôi. Mà toàn những cái trò mà đốt phước của mình đi nhiều nhất. Cờ bạc, rượu chè, gái gú. Đàn ông toàn dính vào mấy cái thứ này thôi. Nhất là chồng chị là số chơi bời. Không bao giờ bỏ được. Bỏ vợ bỏ con thì có thể bỏ, nhưng mà bỏ chơi chắc chắn không bao giờ bỏ. Cụ thể là chị khuyên bao nhiêu lần có được không? Được hay không? Dạ không, gọi hứa rồi cũng vậy à. Đợt trước chị có thỉnh phép bên em đúng không? Dạ có, Thì mà có rảnh có nhà làm cũng chơi càng nhiều chơi càng nhiều. đó là thỉnh phép làm ăn cho chồng chị đúng không? Dạ. Lúc trước là chồng chị thất nghiệp đúng không? Làm không có việc đúng không? Thất nghiệp rồi, rồi em nói chung là lãnh bên thầy là cũng cũng có nhà làm đó, cũng có mấy mấy người lãnh nhà, cũng mấy có mấy người, người người mới kêu làm đó, mà làm rồi cái chơi, rồi lúc chơi tiền ứng 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 giết rồi mất hết trơn luôn à. Thì đấy, thỉnh phép cho để mà có công ăn việc làm trong cái mùa thất nghiệp, giúp cho công việc tốt lên. Khi có việc rồi thì sao, đổ đốn. Bản chất con người này chán lắm, người ta Vậy giúp. là không, vậy là chồng em là không bao giờ thay đổi nữa luôn hả thầy? Đúng rồi, không bao giờ thay đổi. Đã bảo là số bán nhà không văn tự mà, phải chơi cho hết sạch. Trong túi ông nó có chút rủng rỉnh về tiền bạc, cái là ý như rằng phải nghĩ kế làm sao là phải tiêu hết số tiền đó. Nhiều khi còn gây âm nợ, khiến cho bản thân chị phải chạy vậy đi mà trả nợ cho người ta nữa. Vậy là em thấy chỉ tay em có tâm đạo với đức, em với chồng em có ở đời không thầy? Chị nghĩ theo cái đà này có ở được không? Cứ thời gian ngắn là gây chuyện, thời gian ngắn là gây chuyện. Chị nghĩ là có ở được không? Ngẫm xem có ở được không? Chỉ là không ở đời nữa Ông này chị nói ông có nghe đâu, bàn tay ông là bàn tay chữ nhất thế kia, chị nói làm sao ông mới nghe, không nghe đâu. rồi thầy, giờ em khổ không thầy? Thầy giờ em số em thấy người ta nói nghe con mắt em nó buồn á, thầy thấy sao thầy? Chính xác, mắt buồn rười rượi thế kia, mắt vừa lộ lại vừa buồn, dưới đây lại có quầng thâm đen nữa, lấy đâu mà Đó. sướng. Lúc nào cũng có thâm đen vậy á. Đấy. Nhưng mà sau này được nhờ con, có mấy cái nốt ruồi ở cổ này, được nhờ về con cái. Em có nút ruồi ngay chỗ phía đây nữa nè, mà không biết này ngay vai hay là gì thầy, ngay bên này ngay vai hay là cổ. Cổ, vị trí đó là dấu hiệu được nhờ về con cái. Mà giúp em cái nào mà cứu được giúp em chứ, chứ bây giờ em không biết sao nữa, cứ làm mà cứ chồng em nó chơi, lúc nào em cũng suy nghĩ rằng chồng đi làm, cứ nghĩ là chồng biết có chơi không nữa, có chơi không hoài, lúc nào cũng nghĩ gì đâu, em không thể nào mà rời mắt nổi luôn. Chán Vậy lắm. là Người này lỗ mũi thì hếch lên. Đấy. Mặt thì lông mày bạc trợn bạc chạt đi. Mặt thì rỗ. Thông minh đấy, chịu khó đấy, biết phấn đấu đấy, chịu khổ được đấy. Nhưng mà cũng chịu chơi được. Sợ nhất là cái chịu chơi được đấy. em con người này em thấy mà có tiền là chắc em sợ đi tù quá thầy ơi, cái ghê lắm, là hùng hổ ghê lắm. Có số tù tội không thầy? Không, không có số tù tội. Có tiền đâu mà tù tội. Vậy là con người này suốt đời là vậy chứ không bao giờ khá lên nổi hả thầy? Không khá nổi, cứ ăn chơi chơi bời vậy, không bao giờ khá lên nổi. Em không biết sao mà em mà có thoát khỏi người chồng này em thấy không thoát khỏi, làm thì ghê lắm, mặt mày bận lên mà làm thì ghê lắm, em không biết nếu mà ông thoát khóc không thoát được nữa. Đúng rồi, ông ấy sẽ gây khó dễ đủ đường cho mình nhé. Rất Vậy là là mệt, rất là mệt. em khổ đời chỉ có nhờ con thôi hả thầy? Đúng rồi, chỉ được nhờ con thôi. Thôi, cái cung tử tức mẫu bàn tay nó tốt, được nhờ con cũng là cái niềm an ủi lớn rồi. Rồi rồi thầy coi em coi em có chừng nào có nhà không hay là sao, em đang ở khu chợ nhà trọ ở đây nè, mà thầy coi đất em đang ở được không? Ở nơi này thì tạm,
Như đằng sau chị là cái cửa sổ à? Đằng sau em có cửa sổ mà em khóa đi rồi, Ờ, khóa em nghe lại, lời khóa em lại, nghe lời khóa đi rồi khóa mà lại, đóng lại. thầy cô giùm em cái em thờ Phật mẹ Quan Âm đây nè, mà như vậy không biết cái phòng gì rồi thờ trong cái phòng ngủ gì rồi có được không thầy? Lấy cái rèm che lại, lấy cái rèm che lại, mua cái rèm nhỏ nhỏ rồi kéo nó che lại nhé. Ủa thờ mình che che bít lại luôn hả? Đúng, che bít lại. Đến khi mình thắp nhang, bắt đầu mình mới mở ra, hiểu vấn đề chưa? Thắp nhang mở ra, khi tàn nhang bắt đầu lại kéo lại. Em treo mấy cái ấy vậy là được không thầy? Được, treo mấy cái đó được. Nhưng mà tượng Phật mà để trong phòng ngủ vợ chồng nhiều khi đêm sinh hoạt này kia tượng Phật ở ngay trên đầu. Vậy là bất kính, hiểu vấn đề không? Vậy là em nên dời ra ở đằng trước này không thầy? Cái em thờ Phật có nên dời ra đằng trước này không thầy? Nơi nào mà nó thanh tịnh, nơi nào mà ít người qua lại, hiểu không? Ở đằng trước khúc trước này em ở nhà trọ mà khúc trước này Thôi không không có. cần, không cần, mua cái rèm kéo lại là được nhé. Mua cái rèm nhỏ kéo lại, cắt rồi kéo lại vừa cái bàn thờ đó là được. Rồi khi nào thắp nhang cúng thì mình mới mở ra nhé. Để làm sao thờ nó phải có sự tôn kính. Ngay dưới là cái phòng vợ chồng ăn ngủ đêm rồi sinh hoạt này kia, vợ chồng trên cái bàn thờ vậy bất kính. Dạ, vậy để em kéo lại, em làm kéo lại. Đúng rồi. Rồi thầy coi em những đi, thầy coi em còn mấy đứa theo, em có bỏ mấy đứa, thầy coi em còn mấy đứa theo thầy. Còn trong cái chỉ tay của chị là còn có 2 đứa đi theo chị, một trai một gái. Mà em đang tụng kinh nó có nhận được không thầy? Có, cứ đọc kinh xong, đọc kinh Địa Tạng đấy. Hôm trước em tặng kinh chị à? Dạ, bạn nghe thầy em làm thấy đỡ đỡ được. Đỡ được bao nhiêu phần trăm? Em thấy đỡ cũng đỡ nhiều hơn cho hôm nay là chồng em thấy không có chơi đó, nhưng mà em cũng sợ sợ hoài. Mà thầy coi em là thằng chồng em là có tiền là chơi, có tiền là chơi hả thầy? Đúng rồi, cứ có tiền là chơi. Cố gắng đọc kinh Địa Tạng thường xuyên. Đọc kinh Địa Tạng rồi khi đọc xong nữa rồi hồi hướng công đức cho mấy cái vong chị đã bỏ nó đấy nhé. Đấy, một trai một gái đấy hiện tại đấy, để nó tha thứ cho nhé. Rồi đọc xong rồi cũng hồi hướng công đức cho ông chồng nữa. Để hồi hướng cho những cái nghiệp lực xấu của ông chồng không đi theo ông ấy nữa, để ông nó tu tỉnh lại.